Đây lấy con vít khó mở ha, khoan vít nè, bỏ đầu vít luôn nè, bỏ đầu bỏ hai con, chỉ mở được một con ha, thì nó hơi bị lỗ đây xíu nhưng mà không sao ha, vẫn gắn một con lại được thì vẫn sao bình thường. Cái mạch là nước, con này khá nặng nè, con này nó không lên gì hết nè, để thay cả hai này luôn ha, xong rồi đổ keo lại hai cái. Đây sau khi thay xong cái mạch ha, mạch cũ đó quá nát nè, mình thay mạch mới vào, mạch Bluetooth cũ nè, mạch Bluetooth mới ha, mình thay cả cái dây, cái rắc mới này luôn ha, dây cũ nó này nè, thì mình sẽ tiến hành đổ keo, keo phủ mạch ha. Bạn có thể thấy là mạch nó bị nước nè, bị ẩm, bị nước, nó bị hư như thế này nhiệt nha. Keo phủ mạch, chuyên phủ mạch thì nó sẽ giúp cho cái mạch mình nó bền hơn, với cái độ ẩm của nước hoặc độ ẩm của quạt nó thổi vào ha. Thì sau một thời gian mình phủ keo cho khách thì mình cảm thấy nó tình trạng được cải thiện khá là nhiều á, tỷ lệ bị hư lại nó không còn nữa ha, vẫn có nhưng mà tỷ lệ rất là ít, thì mình cảm thấy cái phủ mạch này nó ok. Bạn nào sửa đèn bên mình đều phủ mạch cho các bạn hết nha. Đây mình vừa phủ keo xong cái mạch nguồn ha, mạch Bluetooth mình sẽ bắt vít lại và mình phủ tiếp keo cho mạch Bluetooth. Đây, hai cái mạch đã được phủ keo xong, mình chờ khoảng 5 phút là keo khô mình ráp lại nha. Xong, ba con này cắt rửa sữa mình đã rửa xong ha, giờ đóng gói gửi lại cho khách ha.